Có mặt bằng đến đâu sẽ tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công ngay đến đó, thậm chí ngay cả dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đó là khẳng định của đơn vị thi công gói thầu số 01, thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành, đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Xác định tầm quan trọng của dự án, ngay khi khởi công dự án, đơn vị nhà thầu là công ty cổ phần Lisen đã thể hiện sự quyết tâm cao, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức đồng bộ 4 mũi thi công. Đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu đã huy động được hơn 40 đầu máy móc thiết bị với 70 nhân lực đã có mặt tại dự án để trực tiếp thi công. Nhà thầu đã thi công được 4 mũi thi công những vị trí mà đã được bàn giao mặt bằng. Nhưng mà tuy nhiên là cái mặt bằng hiện tại là đến thời điểm hiện tại là chưa được mặt bằng, nó chưa được liên tục. Mà đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác là điều phối thiết bị cũng như là công tác là huy động vật tư vật liệu vào để thi công. Qua ghi nhận tại các mũi thi công, nhà thầu đang tập trung triển khai thi công các hạng mục đào đất không thích hợp, đào thay đất, trải vải điện ngăn cách và đắp hoàn trả cát. Kết quả, đến ngày 28 tháng 12, tức sau hơn một tháng kể từ ngày khởi công, nhà thầu đã đào đất không thích hợp, đào thay đất được trên 60.000 mét khối, trải vải điện ngăn cách được gần 58.000 mét vuông, đắp hoàn trả cát được trên 43.000 mét khối. Khó khăn lớn nhất vẫn là vấn đề liên quan đến vấn đề mặt bằng, nhất là các cái khu tái định cư cũng như là các hạ tầng kỹ thuật liên quan đến đường điện 200 và 500 kV. Thì đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu hiện tại đang phải thi công xen kẹp, chưa được liên tục, cũng là lý do là chưa thể giải phóng được những cái vị trí đấy. Thì cũng thời gian tới các cơ quan chức năng cũng như sở ban ngành hỗ trợ nhà thầu trong công tác là di dời giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công một cách tốt nhất. Quyết tâm của nhà thầu đó là tính tại thời điểm đến thời điểm hiện tại là nhà thầu cũng đang có kế hoạch là sẽ thi công rút ngắn thời gian xuống 6 tháng. Đường song hành hai bên 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h cùng phần dự trữ đường sắt trên cao. Thời gian thực hiện đến năm 2026 cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2027. Hiện các đơn vị thi công đang huy động tối đa máy móc, trang thiết bị hiện đại, lựa chọn đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm nhất để thực hiện dự án, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ đề ra.